Chào mừng anh Damien YouTuber nha. Mình mới nhận được một con Dream. Thì mình không biết xe này đi đời nào mà anh em đánh giá cho mình thử con Dream này ha. Thì trước mắt mình nhìn lên cái đồng hồ nè. Đó, anh thấy không? Đây, một dòng chữ thái dúi. Đó. Đây. Phía trước ha. Toàn bộ đây là vị trí phía trước của con xe này. Đây cũng khá là tàn ha. Rồi, xe Dream Nhật rẻ ngang mà không biết là của Thái Việt Nam nên đánh giá dùm giúp mình ha. Rồi, đây là cái lốc ha. Rồi, bình xăng, lốc máy ở phía trong. Rồi, phía trong bên đây nè. Rồi, đây, phần dàn tem với cây bô này cho anh em coi luôn ha. Bô này Honda TX341/1985C100. Bô này cũng khá là xuống rồi ha. Rồi, nếu mà xe này Dream Thái thì có chữ S mà cái chữ S bây giờ không ra luôn ta. Đó, mình thì mình không có dòng rành mấy dòng xe đời cũ này anh em ơi. Đó, thấy tình trạng ban đầu sao? Đó, thấy cái bô nghe đúng Dream Thái là anh em biết cái bô sao ha. Xe này của một em quê Đắk Lắk nhưng mà ở trọ và học tập tại Bình Dương của mình. Giờ ghé ngang gửi mình dọn luôn. À, phía bên đây yên. Yên này không biết có mã gì đây không nữa ha. Thì đây. Rồi Honda BB đây không biết ha. Đó, nước xi phần gió đèn coi luôn nè. Rồi phần phía trong cái yên. Đó. Rồi bên kia nó bị hiếu sáng quá rồi. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em coi cái bên mặt trái của xe ha. Rồi bên trái của xe này ha, anh em tiếp tục đánh giá giúp mình ha. Mình có gì không biết anh em cứ chỉ bảo giúp mình. Tại vì mình không rành với đời xe này lắm anh em ơi. Đó, anh em coi coi đời nào hoặc là đời của Thái, của Nhật gì anh em cứ comment ý cho anh biết thôi ha. Đó, xe lốc máy trong Đắk Lắk thì cũng dạng ấy trên máy trong khá là dơ ha. Xe này cũng làm sơ cam cò lại. Chạy thử anh em, xe chạy rất là ngon, bốc cực kỳ luôn. Đây là phần lốc ha. Honda Made in Japan. Đây. Ở xe này mình thấy có like cặp te nhưng phải cặp te của nó nè, cặp te lô phải. Đây ốc số 10 của nó nè. Mấy cái này nhắc con mấy con lô quá, hàng con lô nè. Phải không ta? Chữ B gì không biết ha. Mình thôi thua. Đó, nói chung là mình cũng không rành lắm đâu. Mình mới có 24 tuổi mình đâu phải là giữ đâu rành mấy con xe này đúng không? Mấy ốc số 10 nè. Đó mình thấy ha. Rồi đuôi sau, đèn hậu sau này kia rồi. Chà. Nếu mà đúng Dream Thái rồi xe này dọn hơi dữ nha anh em. Đó ha. Anh em coi đánh giá giúp mình nha. Xe này nếu mà dọn thì không phải nào dọn bậy được, không phải nào lên đồ lô được. Tại lắm như điều đồ Thái nó mắc quá thì mình đi mua đồ super. Đồ Dream Nhật bình thường lên là ok ha. Thì cũng sơn xi hết và dọn lại nguyên con xe này luôn. Còn thử cho anh em coi ha. Rồi anh em đợi kết quả của mình làm xong xe này ha. Nhưng mà trước khi đợi kết quả thì sau khi mình tháo bên trong ra, mình kiểm tra bên trong, mình sẽ quay cho anh em coi bên trong những cái gì và cũng như là một cái clip tư liệu để cho mình tham khảo xe này ha. Rồi bây giờ mình tiến hành đi làm máy con xe Dream này lại ha. Thì trước khi đi làm máy mình sẽ cho anh em coi cái tình trạng bên trong của con xe cũng như là nghe thử cục máy bây giờ nó làm sao ha. Trước tiên coi tình trạng ha. Rồi ha, cực kỳ dơ luôn, gớm ghê luôn ha anh em. Dơ này, coi dơ không? Xe Dream làm mà phải sơn sườn rớt máy xuống làm sườn hết lại nha, chứ phải là ấy ha. Rồi cực kỳ dơ luôn, thế này nhiệt máy nè. Trời ơi, quá đã luôn, quá phơi luôn. Tại này dọn ra phơi cực kỳ luôn. Đó ha. Rồi giờ bên đây. Đó, con ba này kia rồi ha. Máy cũng khá là dơ luôn. Cái trong đó nè. Đó, cái bô là cũ rồi ha. Rồi tem Thái chữ S luôn ha nè. Đó rồi cục máy nha. Đầy nổi hay không? Đạp ha. Xe chạy vô số rất là hú luôn nha anh em. Cục máy không im. Làm lại cho im thôi chứ không làm gì hết nha. Nghe nghe giật nghe không? Nghe không? Đó. Rồi các bạn ha. Nó kêu thôi mình đạp một cái vẫn nổ nha. Đó. Rồi bây giờ anh tiến hành mình chạy là máy xong, kết quả mình sẽ cho anh em coi ha. Rồi vậy là con Dream mình đã làm máy xong rồi nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ nói cho anh em chi tiết về phần máy ha. Máy thì không chẻ máy giữa ha, làm đầu nồi cam cò lại, lồng lại và nồi lại ha. Xe này nặng nhất là phần nồi, nồi nó cực kỳ hú luôn, em chủ xe đã biết là nó hú cỡ nào ha. Thì mình chơi lớn luôn là xe đã xe khác máy Thái mà làm ngon luôn.
mình thay nguyên một bộ nồi super nha, bộ nồi super 110 ha, thay hết bộ nồi ha. Nồi trước nồi sau thay hết một bộ luôn. Đó, bộ nồi cũ mình đem về cho em nó luôn ha. Lòng bạc và thái là chung làm toàn bộ đồ ngon ha, chi phí làm buộc máy là hết khoảng 3 triệu đồng ha anh em. Bây giờ mình tiến hành mình cho anh em coi cái xe máy sau khi mình làm xong ha. Êm ái nhẹ nhàng zin. Khác nữa ha. Đó, đặc biệt là bữa đó tiếng hú rất là khó chịu luôn. Bây giờ mình chạy, nãy giờ mình chạy test cũng hết thú rồi. Cái này chắc mình phải để ưu đai tí nữa ha. Hôm bữa nói chung là cái phần nhận đầu của nó không có cái nhiều, nhưng mà chỉ là cái tiếng hú bên ngoài á, nồi nó chạy nó hú cực kỳ hú luôn. Bây giờ thì bắt buộc phải thay hết nguyên bộ nồi super vô. Bây giờ bảo đảm mình em làm 95% hết tiếng hú luôn. Rồi ha, thì phần cục máy đã như là hoàn thành. Bây giờ tiến hành giả xuống hết toàn bộ, làm sườn rồi sơn rồi rửa máy này kia làm lại ha. Bây giờ bắt đầu tiến hành con này, thì clip ở đây sẽ kết thúc phần 1 tại đây. Thì sau khi phần 2 sẽ là quay bên trong và quá trình hoàn thành luôn cho con xe này để anh em coi ha. Ok.